Chào mọi người, có rất là nhiều anh chị khi mà xem cây trúc Pháp ở chỗ mình muốn mua cây giống hoặc mua chậu hoa để về chơi Tết. Tuy nhiên có những cái chậu hoa nó rất to, bởi vậy cái giá thành nó rất là cao. Do vậy không thể bán được cho các anh chị, bởi vì mình mua mình chắc để chơi, mình mua chậu nhỏ nhỏ thôi. Khi mà mua cây giống mà mua một hai cây như vậy thì mình rất là khó gửi, bởi vì cái giá thành nó không có bao nhiêu hết, mà cái công đi gửi nhiều khi nó còn mắc tiền hơn cả giá trị của cây giống luôn. Do vậy thì bây giờ mình bán nguyên cái chậu như thế này luôn. Thì khi mình bán cái chậu này thì nó giá cả nó cũng phù hợp với tất cả các anh chị. Mình gửi cho mọi người thì mình sẽ bỏ vô trong cái sọt trái cây, thì cái sọt trái cây này là nó chứa khoảng 4 đến 5 chậu, và mình gửi vô như vậy là nó rất là an toàn cho cái cây giống của mình. Do vậy mà một số anh chị khi mà mình đăng clip á, các anh chị mới mua cái chậu như thế này, thì giờ mình đóng gói bỏ vô trong cái chậu và mình gửi đi cho tất cả các anh chị. Thì nếu anh chị nào mà mua để mà về chăm rồi chơi Tết á, nhớ liên hệ sớm, chứ không có chỗ này là nó sẽ hết nha. Mà nó hết là anh chị hỏi mua nữa thì coi như là không còn để mà mua nữa đâu. Rồi, giờ mình đem ra xe mình gửi nha. Giờ đem ra tới đây rồi anh em, mình gửi lên xe. Rồi xe sẽ chở đi dọc đường đó, rồi giao cho khách. Rồi coi như vậy là xong rồi đó.